Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì sâu cũng hơn khá là nhiều lần trận Tống Kim thì Khải ngày hôm nay thì Khải sẽ sau một cầu thủ Tống Kim, có thể nói là một trong những cầu thủ No 1 server. Và hiện tại là đó là cầu thủ SG Dung Nhi em ơi, nằm bên khu vực bang ACE em ơi. Cho anh em xem. Hiện tại ngày hôm nay thì SG Dung Nhi đang có cho mình là 139.000 điểm em ơi. Vãi nồi thiệt chứ. 292 mạng, giết nồi sơn 52 và tử vong 45 lần và liên chạm 26. Đúng rồi, đây xem mới người em ơi, cho anh em xem xét đồ nha. Đầu tiên thì đặc biệt ở đây là có một cái dáng xe bào, kia năng cũng có một cấp là hơn người ta đó, hơn một kia năng cũng có rồi em ơi. Thực sự là quá khủng rồi em ơi. Kia năng cũng có một cấp rồi em ơi. Cái vi phong này thì mở bắt bảo rương ở bút đại ra em ơi, mở bắt bảo rương ở bút đại ra nha em. Và vi phong này ở server chắc cũng khả nghĩ cũng khá là hàng hiếm rồi mà. Chắc cũng hơn tương đối chắc chục kim 3 ngày rồi em ơi. Khả nghĩ là bắt bảo rương chắc 5 ngày á. Bắt rương chắc 5 ngày. Chắc cũng tiền không nè. Nói cái vi phong này không là vô lú không là gần 600.000 này. Hãy sử dụng có thể là 3 đến 5 ngày nè. Rồi, tiếp tục là một cây nón chón 30, sinh lực 140, chón ống 130. Một cây vũ khí loài sát đầu con 154, một cái bóng cấp 10. Và một gia truyền kháng cả 14, ui xời gia truyền No 1 luôn nè mà. Một cái áo phục hồi 40, 530, sinh lực 132. Ui, cái này mà lên 140 quá đẹp nè mà. Một bộ tay 15 kháng họ chóng 30, sinh lực 130, sinh lực khá pin. Một ngọc bội kháng họ 15, chóng 20, sinh lực 104. Kèm với bao tay với nón là được 80 chóng này mà. Một cái nhẫn sinh lực 138. Một giày tóc 40, một đôi giày khá đẹp, tóc 40, kháng độc 13, sinh lực 64. Một nhẫn kháng lôi 19, sinh lực 130. Một đai lưng, ui, một đai lưng No 1 luôn em ơi. Hiện tại cái đai lưng này khai thác là đai lưng No 1 của server này mà. Kháng lôi 30, sinh lực 128, kháng lôi 30, sinh lực 128, vãi nồi thiệt. Một con ngựa chiếu dạ, một ngựa chiếu dạ. Rồi, tính ra thì ở cây vũ khí này thì khá là chất lượng đây mà. Lột sắc 154 hàng ống 1 đây mà. Cây vũ khí này ở server tầm này khoảng tầm hơn 2 triệu đây mà. Hơn 2 triệu cây vũ khí này nha nè. Hơn 30 kim đấy. Quá dữ luôn, 154. Gia truyền kháng cả 14 này thì cũng có thể nói là No 1 server. Gia truyền này bèo lắm cũng tầm giá... bèo bèo cũng được 5-6 củ rồi mày, 5-6 củ ấy. Nói chung là set đồ này có thể nói set đồ No 1 server rồi. Tổng set đồ này khả nghĩ chừng trên dưới gần 10 triệu nữa mày. Nón kháng họ, nón chón 30 sinh lực cao, dòng sinh khí không có được như nè. Áo thì áo thì có được làm trọng 30, thì tính ra set đồ này đang có 30 làm trọng và 80 chón như nè. Đó mà áo áo có thêm 40 trọng thì quá đẹp rồi mày. Nói chung là đôi giày cũng pin này, đôi giày tầm này cũng khá là No 1 nữa mày. Đôi giày đẹp quá, 40 kháng độc sinh lực. Có thêm chuyện hóa 8, cây vũ khí này kích luôn được chuyện hóa 8 nha em. Nó nhẫn thì sinh lực cao, bao tay thì khá đẹp. Một cái nhẫn sinh lực cũng khá đẹp luôn, kháng lôi 19 là mắt tương đối tầm này là kháng lôi là cao nè mọi người. Cái đai lưng này, lưng không biết là xanh như thế nào mà ra được đai lưng mắt pin luôn, quá đẹp nè mọi người. Lưng này không gì để chơi đâu nè mọi người. Rồi, nói chung là một trong những cao thủ có thể nói là top 1 server nha em, xếp hạng 1 nè, top 1 server. Top 1 server và đang có thể nói là top 1 server với đẳng cấp là 96 như nè. Đằng này là ạc giỏ đan nè mà. Đó, SG Dung Nhi có thanh kiếm này là ạc giỏ đan như nè. Còn SG Dung Nhi thường này là ạc thiên nhẫn. Thì ạc này là ạc giỏ đan. Top 1 trận Tống Kim ngày hôm nay luôn. Quá dữ dần. Ngày hôm sau tôi Khải sẽ tiếp tục rảnh Khải sẽ soi những cao thủ tiếp tục cho anh em xem nha. Và ở video này thì Khải muốn cho anh em xem đó là một trong những cao thủ top 1 server nè mà. SG Dung Nhi, một trong giỏ đan top 1 server và No 1 môn phái giỏ đan như nè mà. Hiện tại đang ở môn phái thì cũng đang với đẳng cấp là 96, cũng tương đối là top 1, top 2. Top 1 đó. Rồi, xấu xạo thì mới lên sau, xấu xạo mới lên sau. Trong set đồ quá đẹp luôn mà. Thì lôi sáng đầu công 154. Chón 80 từ bao tay nón, ngực bội. Kháng hỏa thì được 15 là 30. 30 cái này kháng cả 4 là 44 kèm với kháng tất cả từ dòng Evan 5 với lại kia nữa cũng được chắc cái kháng hỏa trên 5x. Kháng hỏa trên 5x. Rồi, anh em theo dõi video này thì đừng quên đỡ lại cho cầu thủ SG Dũng Nhi một like chia sẻ ủng hộ chơi và đừng quên đỡ lại cho video Khải lại chia sẻ ủng hộ chơi nữa mình. Ở những video tiếp theo Khải sẽ tiếp tục sau những cầu thủ tiếp theo cho anh em xem nhé. Ok anh em.